Đến hay lại lên, chào mừng anh em đam mê lịch sử đến với Hồi Ức Thời Chiến, kênh chuyên kể về những câu chuyện lịch sử anh em xem là thích, click là nghiền. Anh em thân mến, cuộc chiến tranh Việt Nam đã khép lại từ lâu, nhưng cho đến tận bây giờ vẫn còn nhiều cuộc tranh luận không hồi kết về nó. Có người nói rằng Mỹ thua cuộc chiến này vì đã quá nhân đạo, không sử dụng hết tất cả những vũ khí mà họ có để đánh Việt Nam vì sợ thương vong đến dân thường. Chứ nếu lúc đó mà Mỹ ném bom nguyên tử xuống Việt Nam như là ném xuống Nhật Bản, thì chắc chắn một điều rằng Việt Nam sẽ phải đầu hàng ngay lập tức. Vậy ý kiến trên có đúng hay không? Vì sao Mỹ có rất nhiều bom nguyên tử nhưng họ lại không dám ném xuống Việt Nam? Có phải vì lo sợ Trung Quốc sẽ tham gia vào chiến đấu để bảo vệ Hà Nội? Anh em hãy cùng tôi đi tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé! Năm 1966, sau khi triển khai chiến dịch sấm rền, quân đội Mỹ chợt nhận ra một sự thật khá phũ phàng, đó là không quân nước này không có đủ khả năng gây thiệt hại nặng cho Việt Nam. Việc bị thiệt hại khá nặng trong những phi vụ ném bom miền Bắc Việt Nam và vị thế số 1 thế giới về khả năng triển khai vũ khí hạt nhân thời bấy giờ khiến Mỹ muốn sử dụng loại vũ khí hủy diệt này ở Việt Nam nhằm nhanh chóng ép buộc miền Bắc đầu hàng, kết thúc chiến tranh theo hướng có lợi cho Mỹ. Theo các tài liệu được Mỹ giải mã gần đây, giới chức chính phủ Mỹ và Lầu Năm Góc đã gạt bỏ mọi yếu tố về chính trị và nhân đạo qua một bên, quyết tâm sử dụng bom nguyên tử nếu các tính toán cho thấy loại vũ khí này là hiệu quả. Theo những tính toán được các nhà khoa học Mỹ thực hiện một cách thuần túy khoa học, không dính đến bất cứ yếu tố con người nào, mỗi vũ khí hạt nhân chiến thuật sẽ có sức mạnh tương đương với 12 trận oanh tạc bằng bom thông thường. Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ cần tới khoảng 3.000 quả bom nguyên tử mỗi năm để cắt đứt được tuyến đường vận tải Bắc Nam qua dãy Trường Sơn, một con số khổng lồ. Chưa hết, Mỹ sẽ tiếp tục phải sử dụng số lượng bom nguyên tử tương đương hàng năm để có thể chắc chắn tuyến đường huyết mạch này không tái hoạt động trở lại. Thực tế là năng lượng sản xuất nguyên tử của Mỹ thời điểm này hoàn toàn không đủ để sản xuất 1/10 số lượng bom nguyên tử yêu cầu ở Việt Nam. Chưa kể tới việc 3.000 quả bom này sẽ chỉ hiệu quả khi có chỉ điểm, dẫn đường và tình báo với thông tin chính xác tuyệt đối. Đặt giả sử Mỹ có khả năng sản xuất 3.000 quả bom nguyên tử mỗi năm một cách bí mật mà các nhà khoa học không hề hay biết, thì 3.000 quả bom này vẫn không thể làm tiêu hao sinh lực chiến đấu của quân giải phóng được. Theo đó, với việc đóng quân phân tán trong rừng sâu, các đơn vị bị chia nhỏ và dàn trải không ngẫu nhiên trên một diện tích rộng sẽ khiến mỗi quả bom nguyên tử sẽ chỉ giỏi lắm hạ được 100 chiến sĩ quân giải phóng. Ngoài ra, để duy trì mật độ phóng xạ, đảm bảo phong tỏa được khu vực trong thời gian dài, Mỹ sẽ cần oanh tạc một vị trí trong nhiều lần, bỏ qua mọi yếu tố về dư luận cũng như nhân quyền. Yêu cầu về số lượng bom và cách thức ném nêu trên hoàn toàn vượt ngoài sức sản xuất của Mỹ. Như vậy có thể thấy rằng, mặc dù là cường quốc kinh tế quân sự số 1 thế giới, nhưng không phải Mỹ có tiềm lực vô hạn, muốn làm gì thì làm. Nên là ngày nay Facebook nhìn nhiều thanh niên bảo rằng Mỹ thừa sức hủy diệt Việt Nam. Chẳng qua là không muốn làm vì lý do nhân đạo. Tôi xem mà cảm thấy buồn cười anh em ạ. Theo báo cáo không lực Mỹ tại Đông Nam Á, tiến tới ngừng ném bom, năm 1968 do tác giả Jacob Van Steveren thuộc Văn phòng Lịch sử Không quân, thì đầu năm 1968 là thời điểm phía Mỹ lần thứ hai tính đến phương án hạt nhân tại Việt Nam. Thời điểm đó, Liên quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn vẫn sở hữu sức mạnh quân sự vượt trội so với miền Bắc Việt Nam, với 1.300.000 lính và sĩ quan. Chống lại lực lượng Liên quân là khoảng 200.000 bộ đội miền Bắc Việt Nam. Vào năm 1967, quân miền Bắc Việt Nam bị thiệt hại 55.500 người do các chiến dịch tấn công từ trên không và mặt đất của Liên quân. Các cuộc không kích cũng gây khó khăn cho Hà Nội trong việc duy trì nhiều máy bay. Vào cuối năm 1967, chỉ có 10 chiếc MiG-15 và 8 chiếc MiG-21 ở Bắc Việt Nam, 60 máy bay tại các căn cứ Trung Quốc gần đó. Lợi thế trên chiến trường nghiêng hẳn về phía Liên quân và rõ ràng đã góp phần tạo ra một sự lạc quan trong giới quân sự Mỹ và Sài Gòn về cuộc chiến tranh vào đầu năm 1968. Tuy nhiên, cảm giác lạc quan này nhanh chóng tan đi vào cuối tháng 1 năm 1968 khi mà quân Bắc Việt bao vây căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ tại Khe Sanh, không xa biên giới Lào và vùng phi quân sự DMZ. Trong vòng 17 ngày, quân miền Bắc Việt Nam vây hãm 6.000 lính thủy đánh bộ Mỹ và một tiểu đoàn biệt kích Nam Việt Nam. Trong khi tại Mỹ, giới quân sự lo ngại miền Bắc Việt Nam muốn tạo ra một chiến thắng Điện Biên Phủ khác. Cho dù bộ đội Bắc Việt bị thương vong đáng kể, họ vẫn tiếp tục vây hãm căn cứ Khe Sanh, thường xuyên nã pháo vào căn cứ này, trong khi không quân Mỹ cứ tiếp tục đưa thêm lính thủy đánh bộ đến đây. Chiến dịch quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam bắt đầu vào những giờ đầu tiên của ngày 30 tháng 1. Quân đội Bắc Việt Nam phát động cuộc tấn công Tết Mậu Thân kéo dài 1 tháng, tấn công Sài Gòn, nhiều thành phố khác và hàng loạt căn cứ cũng như sân bay của quân đội Mỹ và Sài Gòn. Tiếng vang của những cuộc tấn công đồng loạt này có tác động sâu sắc tại miền Nam Việt Nam. Mặc cho nhiều ý kiến đề xuất việc từ bỏ căn cứ quân sự này, nhưng mà tướng William Westmoreland và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara đồng ý rằng cần phải giữ vững căn cứ này vì các nguyên nhân chính trị và chiến lược. Tướng Westmoreland gọi Khe Sanh là mỏ neo của toàn bộ thế phòng ngự của chúng ta tại khu vực Bắc miền Nam Việt Nam và cho rằng bảo vệ căn cứ này sẽ ngăn cản quân Bắc Việt Nam tấn công những nơi khác. Do Mỹ có sức mạnh quân sự vượt trội để giữ căn cứ, nhiều quan chức quân đội nhìn thấy những cơ hội có thể khai thác để ra một cú đòn khốc liệt và knock-out đối với quân đội Bắc Việt. Bấy lâu nay bọn Việt Cộng toàn trốn trong rừng, nay chúng lại chủ động để lộ mặt ra một số lượng lớn đến thế, thì hiển nhiên là cơ hội tốt để tiêu diệt chúng rồi. Vào cuối tháng 1 năm 1968, tướng Westmoreland đề xuất quân Mỹ cần phải sử dụng vũ khí nguyên tử để giữ Khe Sanh. Sau đề xuất của tướng Westmoreland, tướng John P. McConnell, người đứng đầu không quân Mỹ, gây sức ép buộc Bộ Tổng tham mưu Mỹ chuẩn bị một kế hoạch sử dụng vũ khí nguyên tử nhỏ để ngăn chặn một thất bại mang tính thảm họa đối với căn cứ Khe Sanh. Tuy nhiên, hành động gây sức ép của tướng McConnell đã không thành công. Tại Nhà Trắng, Tổng thống Johnson tuyên bố rằng ông ta không muốn một thất bại như trận thua của Pháp tại Điện Biên Phủ năm 1954. Trả lời chất vấn của Tổng thống, ông Wheeler trấn an Tổng thống rằng tình thế quân sự của Khe Sanh khác với Điện Biên Phủ ở ba khía cạnh. Mỹ có thiết bị tình báo tốt hơn, nhiều máy bay tấn công, máy bay ném bom B-52, có lực lượng pháo binh hỗ trợ tại phía đông vùng núi, công nghệ cung ứng, di tản, y tế tốt hơn. Tuy nhiên, nỗi lo ngại từ phía Mỹ lại gia tăng khi lực lượng miền Bắc Việt Nam chiếm được trại lực lượng đặc biệt ở Làng Vây gần Khe Sanh vào ngày 6 và 7 tháng 2. Thất bại này cộng với hàng loạt thất bại khác do miền Bắc Việt Nam gây ra trong chiến dịch Tết Mậu Thân đã khiến Quốc hội Mỹ yêu cầu điều tra về cuộc chiến, làm dấy lên làn sóng chỉ trích từ phía báo chí và khiến ý định dùng bom nguyên tử bị đổ bể. Trên thực tế, sau hơn 70 ngày bị vây hãm, lính Mỹ đã phải rút khỏi Khe Sanh mà không có một trận ném bom nguyên tử nào. Kế hoạch ném bom nguyên tử cứu Khe Sanh đã bị gác qua một bên. Phải chăng là do phong trào đấu tranh phản chiến của dân Mỹ và các chỉ trích trong chính giới đã khiến kế hoạch này bị gác lại? Sự thực thì họ sợ một cuộc trả đũa hạt nhân từ đối phương. Theo cuốn giải mã hồ sơ mật của nhà xuất bản Lao động, trong khi lập kế hoạch tấn công hạt nhân, một nhóm các tướng lĩnh và quan chức hàng đầu được thành lập để nghiên cứu. Nhóm này được gọi là Jason. Qua quá trình cân nhắc kỹ lưỡng, nhóm này trình lên Johnson một bản báo cáo chi tiết đầy đủ. Bản báo cáo dự liệu, trong hai đồng minh của Hà Nội thì Trung Quốc mới chỉ ở giai đoạn đầu của các cuộc thử nghiệm tên lửa hạt nhân, cho nên chỉ có Liên Xô là nguồn cung cấp vũ khí nguyên tử cho Việt Nam. Mặc dù hiện nay các loại bom và tên lửa hạt nhân của Liên Xô nhẹ nhất cũng khoảng 1.000 pound, khoảng 450 kg, nên là rất khó sử dụng đối với các đội quân đánh theo lối du kích của đối phương. Nhưng cũng rất có khả năng Liên Xô đã thiết kế được loại vũ khí nguyên tử chuyên biệt cho bộ binh bắn đi từ súng cối, súng không giật nặng, vài trăm pound với tầm bắn xa vài dặm. Họ cũng tin chắc rằng loại vũ khí này Việt Nam đã sở hữu. Theo tiên đoán của nhóm Jason, những vũ khí này có cỡ nhỏ, trọng lượng nhẹ, có sức công phá từ 10 đến 20 kiloton, sẽ được di chuyển từ Bắc vào Nam qua đường mòn Hồ Chí Minh. Tất nhiên, quá trình di chuyển sẽ mất vài tuần, thậm chí là hàng tháng trời để chuyển được từ 50 đến 100 vũ khí nguyên tử, nhưng việc di chuyển là không khó khăn gì. Từ đó họ dự kiến ba kịch bản trả đũa của đối phương. Thứ nhất là bí mật vận chuyển đủ số lượng vũ khí nguyên tử để tập kích đồng loạt nhiều căn cứ quân sự của Mỹ ở miền Nam. Khả năng này hơi khó so với trình độ tác chiến của đối phương hiện tại và cũng rất nguy hiểm nếu như có một vài trận địa chậm trễ, không tiến hành kịp thời. Thứ hai là tấn công kéo dài trong nhiều tuần hoặc là hàng tháng trời. Mỗi lần sẽ tấn công một căn cứ. Khả năng này được cho là dễ xảy ra nhất vì nó phù hợp với lối đánh và trình độ tác chiến hiện tại của đối phương. Thứ ba là tập trung tấn công vào một mục tiêu chiến lược quan trọng. Tân Sơn Nhất được Mỹ xác định là một mục tiêu lý tưởng nếu Việt Nam chọn đánh theo lối này vì sân bay này nằm ở ngoại ô, trong một khu vực ít dân cư và là một mục tiêu chiến lược cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, chính Mỹ phải thừa nhận rằng công tác an ninh hiện tại ở sân bay này là rất kém, khó có thể đảm bảo rằng sẽ không có một vali bom lọt lưới vào trong. Vì những lý do đó, người Mỹ đã gác lại ý định sử dụng vũ khí nguyên tử, mặc dù cuộc chiến tranh ở Việt Nam là ác liệt và tổn thất nhất trong các cuộc chiến mà họ từng tham gia. Lần cuối Mỹ có ý định dùng bom nguyên tử để nói chuyện với Việt Nam, đó là vào năm 1972, vài tuần trước khi hạ lệnh leo thang ném bom miền Bắc. Trong cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Henry Kissinger ngày 25 tháng 4 năm 1972, Tổng thống Nixon một lần nữa yêu cầu nghiên cứu giải pháp dùng bom nguyên tử để buộc Việt Nam phải nhượng bộ trên bàn đàm phán tại Paris, mở ra lối thoát danh dự cho Mỹ trong cuộc chiến. Nixon đã đề nghị Kissinger cân nhắc sử dụng bom nguyên tử. Sau khi vị cố vấn đưa ra một loạt lựa chọn để leo thang chiến tranh tại miền Bắc, gồm ném bom vào các nhà máy điện và bến cảng. Tôi thích dùng bom nguyên tử hơn, Nixon nói. Việc đó theo tôi là quá mức cần thiết, Kissinger đáp lại. Bom nguyên tử, nó khiến ông bận tâm sao? Nixon hỏi. Tôi chỉ muốn ông nghĩ đến những chuyện lớn. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1985, khi đã không còn là Tổng thống, Nixon thừa nhận đã tính tới giải pháp hạt nhân cho vấn đề tại Việt Nam. Sau khi nhiều cân nhắc, đến giữa năm 1969, Nixon và Henry Kissinger tin rằng một chiến lược kết hợp ngoại giao quốc tế với những đe dọa và hành động vũ lực có thể khiến chính phủ miền Bắc Việt Nam phải nhượng bộ trên bàn đàm phán. Tại nhiều cuộc gặp trong các tháng 7 và 8 năm đó, bộ đôi trên cùng các phụ tá đã phát đi những cảnh báo nhắm tới lãnh đạo tại Moscow và Hà Nội rằng nếu tới ngày 1 tháng 11, chính quyền miền Bắc không chấp thuận nhượng bộ theo các điều khoản của Mỹ, Nixon sẽ thực hiện các biện pháp gây hậu quả lớn. Trong trường hợp chiếu võ mồm này thất bại, bước 2 sẽ được triển khai bao gồm hành động leo thang quân sự bằng các chiến dịch tấn công đa dạng nhắm vào miền Bắc. Một kế hoạch quân sự mang mật danh Dark Hook được vạch ra. Trong đó một nhóm chuyên viên đặc trách được giao nhiệm vụ đánh giá những lựa chọn quân sự. Tôi không tin rằng một chính phủ nhỏ bé như Bắc Việt Nam lại không có điểm yếu, Kissinger nói. Nhiệm vụ của nhóm này là nghiên cứu lựa chọn về một đòn quyết định dữ dội nhắm vào Bắc Việt Nam. Tổng thống Kissinger nói với các thành viên trong nhóm muốn một kế hoạch quân sự được thiết kế để tạo ra tác động lớn nhất vào năng lực quân sự của đối phương để nhanh chóng kết thúc cuộc chiến. Là một trong những chiến dịch quân sự bí mật lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, kế hoạch này bao gồm một loạt các chuyến bay huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, cảnh báo mặt đất của Bộ Chỉ huy Không quân Chiến lược, tăng cường các hoạt động của Hải quân, giám sát chặt các tàu của Liên Xô trên đường tới miền Bắc Việt Nam và phô trương sức mạnh của các pháo đài bay B-52 mang vũ khí hạt nhân. Thế nhưng cuối cùng kế hoạch đồ sộ được chuẩn bị kỹ lưỡng này của Washington đã không thể khiến Liên Xô cũng như Việt Nam nhượng bộ trước thời hạn ngày 1 tháng 11 mà Mỹ đưa ra. Theo báo giới Mỹ, các nhà lãnh đạo tại Hà Nội biết khả năng chính quyền Nixon có thể bỏ bom nguyên tử xuống miền Bắc nhưng vẫn không lùi bước. Tại một cuộc đàm phán ở Paris ngày 4 tháng 12 năm 1972, trưởng đoàn đàm phán Việt Nam, ông Lê Đức Thọ tuyên bố với Kissinger rằng chúng tôi đôi lúc nghĩ rằng các ông có thể dùng vũ khí nguyên tử bởi trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Phó Tổng thống Nixon đã đề xuất sử dụng vũ khí nguyên tử. Nếu chúng tôi không đạt được mục tiêu trong đời mình, con cháu chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh. Chúng tôi đã phải chịu hàng chục triệu quả bom và đạn pháo. Chúng tương đương với 600 quả bom nguyên tử. Sự thật đơn giản, đó là chúng tôi sẽ không chấp nhận và cam chịu làm nô lệ. Do đó, những đe dọa và việc phá vỡ lời hứa của các ông, theo chúng tôi, không phải một cách nghiêm túc để tiến hành đàm phán, ông Lê Đức Thọ nói. Tóm gọn lại quan điểm của ông Lê Đức Thọ, thì người Việt Nam bảo rằng bọn tôi ăn bom mấy chục năm qua rồi, thiệt hại cũng gấp hàng nghìn lần bom nguyên tử, thì bây giờ ông có ném thêm vài quả cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, mà lại có thể phản tác dụng. Vậy nên, ngoan ngoãn ngồi xuống ký hiệp định Paris rồi cút đi. Như vậy, trong lịch sử, Mỹ đã từng ít nhất có 3 lần dự tính dùng bom nguyên tử tại Việt Nam, nhưng vì nhiều lý do mà những kế hoạch này đều phải hủy bỏ. Còn theo anh em, nếu Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hà Nội thì chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu Liên Xô có cung cấp vũ khí hạt nhân cho chúng ta để trả đũa hay không? Và video của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Nếu yêu thích video của chúng tôi, anh em đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhiệt tình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.